Các địa phương cần xác định rõ tình hình dịch bệnh của mình, chuyển cấp độ phù hợp, từ đó đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc phong tỏa để khống chế tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Đó là nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng với các sở ngành quận huyện vào cuối giờ chiều qua ngày 3 tháng 12. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Hiện thành phố còn đang điều trị cho 791 bệnh nhân COVID-19. Tỷ lệ bệnh nhân nhẹ và trung bình chiếm trên 97,8%. Sở Y tế cho biết hiện thành phố có tỷ lệ tiêm vaccine cao, trong đó mũi 2 với nhóm người trên 50 tuổi đạt trên 80%. Nên lo ngại người dân tâm lý chủ quan trong việc tiếp tục thực hiện phòng chống dịch khi thấy tỷ lệ tiêm vaccine cao. Bên cạnh đó, nhận định dịch bệnh đang nguồn lây, vì vậy đề nghị người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến nhận định tình hình dịch phức tạp, số ca mắc tập trung tại hai địa phương là quận Liên Chiểu và Sơn Trà. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các quận huyện, nhất là điểm nóng quận Liên Chiểu, cần chủ động xác định tình hình dịch hàng ngày để có hướng đề xuất và thống nhất với Sở Y tế chuyển cấp độ dịch kịp thời, từ đó đưa ra những biện pháp xử lý phù hợp. Bên cạnh đó, đề nghị Sở Y tế phối hợp với quận Liên Chiểu tập trung phân tích, đánh giá từng trường hợp và hỗ trợ kịp thời trong công tác phòng chống dịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, qua đánh giá và báo cáo của các đơn vị, việc phong tỏa vẫn chưa hiệu quả, đề nghị các quận huyện rà soát lại, đồng thời chỉ đạo cho y tế địa phương xác định lại quy mô phong tỏa và thực hiện nghiêm túc việc phong tỏa. Đề nghị là các quận, các anh chị nghiêm túc, trách nhiệm để làm chặt các cái điểm phong tỏa. Và cái thứ hai nữa là chúng ta đã có rồi, phong tỏa thì về mặt hướng dẫn là chúng ta xét nghiệm 3 ngày một lần, vẫn thực hiện theo cái quy định đó, và chúng ta làm gộp để mà tiết kiệm, thì cái này là tất cả các quy định đề nghị là địa phương. Và các anh chị phong tỏa rộng hay là phong tỏa hẹp, cái này là thuộc hoàn toàn về chuyên môn của mình. Đối với việc đi học trực tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị đối với cấp tiểu học, nhất là đối tượng chưa được tiêm vaccine, thì xác định ở mức độ dịch chứ không phải cấp độ dịch, nghĩa là mức độ ca bệnh đang ở cộng đồng có nguy cơ và các địa phương phải xử lý thực sự linh hoạt và phù hợp. Theo đó, địa phương nào đang ở mức độ 3 trở lên thì không cho học sinh lớp 1 đi học trực tiếp. Còn liên quan đến giáo viên, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Y tế tổ chức xét nghiệm cho giáo viên trước khi đến lớp và xét nghiệm lại sau một tuần giảng dạy. Và đề nghị ngành giáo dục có một cái văn bản hướng dẫn cho các địa phương là khuyến cáo các cô giáo trong quá trình tham gia giảng dạy hạn chế tối đa tiếp xúc với những nơi đông người và theo dõi chặt cái tình hình diễn biến dịch của mình, của bản thân mình cũng như là môi xung quanh để có cái nhận định và cũng như là báo cáo kịp thời nhanh nhất có thể cho ban giám hiệu. Đối với việc cách ly F1, Phó Chủ tịch đề nghị các địa phương phải đảm bảo đủ điều kiện để cách ly. Nếu như thấy không đảm bảo thì chủ động bố trí điểm cách ly tập trung. Ngành y tế chuẩn bị các bước điều trị F0 tại nhà. Phó Chủ tịch thống nhất tháo chốt kiểm soát dịch trên địa bàn, để lại chốt C11, C12, C13, C14 và C15. Theo đó, đề nghị ngành y tế có chỉ đạo để thống nhất phân công các đơn vị tham gia các chốt này, đồng thời các quận huyện tăng cường hoạt động tổ COVID cộng đồng.